Xin chào quý vị khán giả, Mạc Duy Thắng và Ngọc Tiên hiện đang có mặt tại một trong những cảnh đẹp của miền Tây thân thương. Và mỗi khi nhắc đến miền Tây là chúng ta nhắc ngay đến 13 tỉnh Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang và ở An Giang, Bạc Liêu và cuối cùng là Cà Mau. Và khi mà chúng ta đến với mỗi nơi như thế này, chúng ta sẽ thấy có những cái đặc trưng riêng như là về văn hóa, phong tục tập quán và cả ẩm thực nữa. Chẳng hạn như nhắc đến Cần Thơ đi, là chúng ta sẽ nhớ ngay anh Thắng nè, đó là Bến Ninh Kiều đúng không? Rồi Tiên còn nhớ đặc biệt nhất đó chính là chợ nổi Cái Răng, hay cả những cái món ăn như là bánh ú rồi ốc bươu nướng tiêu, hấp dẫn lắm. Và Tiên biết không, khi chúng ta về tới Sóc Trăng là có ngay bún nước lèo, bánh pía, đặc biệt hơn nữa là những lễ hội như lễ hội đua ghe ngo, lễ hội rước đèn trên sông Nguyệt và những điệu múa Khmer rất đẹp. Khi mà chúng ta đến Chùa Dơi là chúng ta dễ dàng thấy được những cái cảnh này nữa. Đúng rồi. Và ngoài với những cái đặc trưng riêng như thế thì tụ chung lại, khi mà đến với miền Tây là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những người nông dân cần cù chất phác, và bên cạnh đó là chúng ta cũng sẽ cùng nhận thấy rất nhiều những cây cầu tre. Đây là nơi cũng là chốn hẹn hò của biết bao lứa đôi. Và cùng với đó là những tà áo bà ba thướt tha với những gương mặt e ấp trên vành nón lá, trên dòng sông thơ mộng lững lờ. Anh Thắng ơi, em thấy anh cũng mặc áo bà ba, chả lẽ anh cũng thướt tha sao? Thướt tha là dành cho thôn nữ, còn với phái nam thì thể hiện sự mạnh mẽ, những cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt rám nắng, thể hiện cùng gương mặt cương nghị soái ca. Anh tiếp đi. Thể hiện sự rắn rỏi, mạnh mẽ và có thể là chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ. Cái gì hay anh Thắng, anh đừng có diễn sâu nữa. Quý vị ơi, và bất cứ ai khi mà đặt chân đến với vùng đất này thì cũng không nỡ rời xa. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương, nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai táp nước bên đường hôm nào. Ủa anh Thắng ơi, quay lại làm nhiệm vụ đi. Em với anh đến đây là để làm gì á? Thì chúng mình làm MC mà. Để giới thiệu gì á? Sẽ giới thiệu về những bài hát, những nhạc phẩm viết về miền Tây của ca nhạc sĩ Vũ Hoàng trong MV Lưu luyến miền Tây. Chào. Em khỏe không? Khỏe. Sao? Cuộc hành trình đi về miền Tây sao rồi? Lần này về miền Tây em có quen được một cô gái rất là đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Cô ấy là người đưa em sang sông. Và đặc biệt là cô ấy là không có biết chữ. Wow, không biết chữ, vậy làm thầy dạy chữ luôn hả? Sau cái chuyến này em định rằng em sẽ về một lần nữa. Em sẽ nói cho thầy nghe lý do tại sao em về một lần nữa để gặp cô gái ấy. Chuyện xảy ra là như vậy. Miền Tây ơi, đôi ta nguyện hứa kết sẽ duyên.
xanh tươi Bến Tre, Đồng Tháp nghe thiết tha dòng hò. Mời anh qua sông Trăng, người Khmer ân tình giang chưa có. Trà Vinh Bình Minh gà gái đồng xanh người hương hương thơm. Ai đến quê em ghé qua một lần lưu luyến miền Tây. Chào bao lữ khách, dùng đất lành
chịu khó lo ruộng đồng cây lúa mùa bội thu. Dẫu bao vật giá nở môi cười gian khúc ca yêu đời. Miền Tây quê hương tôi, con người chân tình mến khắp. Ai ơi ghé một lần nhớ hoài đất người miền Tây. Ôi thương lắm con đò sớm chiều chờ khách sang sông. Chút bờ đê gian người làm luôn chưa hè. Miền Tây quê hương tôi, xuôi ngựa ghé thuyền bên sông. Nhớ câu hát điệu hò ngọt ngào em gái miền Tây. Thầm thoáng bao gánh diều tìm về ký ức tuổi thơ. Thân thương đất Cửu Long ấm lòng miền Tây nghĩa tình. Dùng đất lành trang chứa tên người miền Tây. Miền Tây đón chào bao lứa khách. Dùng đất lành trang chứa tên người miền Tây. Về quê em nghe anh đồng lúa xanh đâm say mộng.